ta sẽ tin là đầu tiên là bấm F10 đúng không? F10. Rồi bữa mình gõ reset thì cái reset của thầy nó bị mất cái ở ngoài đó. Để mình đừng gõ reset, mình tự làm của mình luôn. Thì ở tab comment nè, mình chú ý là cái phần quan trọng nhất là phần output size, kích cỡ của ảnh này nè. Thì thí dụ mình thấy cái hình của mình nha, giờ bung lớn là một cái tầm nhìn thôi. Đó, bung lớn là nhìn đi. Mình thấy là ở đây đâu được nửa kiến nè. Nửa kiến này không? Ở đây là tới cái kệ ly kệ này thấy không? Không thấy kệ sắt. Nhưng mà lúc mình render ra đó, render ra ha. Rồi mình thấy sao? Nửa kiến đúng rồi nè. Cái cái sắt này hôm nay mình đâu thấy đâu, thấy cái ly này, mà trong cái đây mình thấy cái ly nè, ở cái quyển sắt luôn này thấy không? Đó, thì lý do là sao? Lý do là cái độ phân giải màn hình với độ phân giải mà render nó khác nhau, nhớ nha. Tại vì màn hình của mình là tỷ lệ 16:9 này đúng không, lớn hơn. Thành ra mình muốn kiểm tra mà cái render thật á, mình đừng có để cái view màn hình này mình nhìn thấy cái gì mình render đó, thành ra render ra sai nó không như ý. Rồi, stop ở nhà nè, không thấy cuốn sách này, để ra thêm cuốn này đi. Nè, thấy cuốn sách trong khi đây không thấy nè, không? Đó, thì để mà nhìn được cái thực tế mà render mình làm như sau. À, ví dụ đây mình có ngày 2900 này, mình chấp nhận cái kích thước đây ha. Thì đây mình bấm này, bấm Shift F. Thấy không? Thì nó zoom lại thì cái view nhìn của mình á là nó nằm từ đây, thấy không? Cái này tới cái này, thấy không? À, hai cái này nằm thấy được rõ ràng. Bấm shift F nữa nè, thấy không? Cái này là tầm nhìn qua hình nè. Shift F thì là show shift frame. Show shift frame nằm đâu? Ví dụ thay vì bấm shift F bấm vô đây nè, cái chữ VD camera bấm sổ xuống nè, thấy không? Show shift frame nè, shift F thì shift frame cho phép mình là nhìn thực tế cái cảnh mà render ra, à, cảnh đúng là cái này luôn. Rồi đương nhiên ví dụ mình chỉnh, mình bấm F10 mình chỉnh F10 rồi mình chỉnh thì thường hai thông số này đi chung với nhau, lý do là cái này bị khóa nè. Ví dụ giờ mình bỏ mở khóa ra, mình gõ cái này 1200 luôn, chữ cao 1200 thấy không, thì nó sẽ nhìn thấy cái chừng với cái kia nhiều hơn, nó cao hơn thấy không, cao hơn này ha. Hoặc là mình gõ này tăng lên, này tăng lên ví dụ 2000 nhìn nó rộng ra. Đó, nhớ cái subframe. Nhưng mà khi mình chỉnh vừa ý cái khung nhìn đó, mình nhớ bấm khóa lại để khi mình sửa cái này nó kia nó đi theo. Ví dụ dưới nè, mình bấm nhỏ lại, mình bấm khóa lại, sau đó mình chỉnh cái này, ví dụ còn 500 enter cái, thấy không? Thì cái này tỷ lệ nó đi theo luôn ha, cái khung nhìn nó tỷ lệ đi theo luôn ha. Còn nếu không khóa thì để mặc định hoặc là bấm vô đây trả về cũ lại ha. Nhớ là show shift frame ra để nhìn thấy cái cảnh thực tế mình render. Đó là cái phần quan trọng nhất trong cái tác phẩm mình, mình nhớ như đó thôi. Rồi nếu mà render nhát á thì mình để cái này nhỏ thôi, mà render thật á nó phải là từ 2000 trở lên, như chỗ này nè, 2000 trở lên, chứ đừng dưới 2000 render mà sức hình đó. Từ 2000 trở lên ha. Còn render nhát thì mình để từ chừng 1200 trở xuống là hết cỡ rồi, chừng 1000 đi, 1000 trở lên nó lớn tí xíu hết cỡ ha. Đó một. Tiếp theo là tới cái tab Vray. Rồi tab Vray thì bình thường chỗ đây nè là Progressive, là render nhát ha. Giống như bên Vray Skip á, nó cũng mặc định là Progressive. Còn bên Skip mà mình tắt cái Progressive đi thì tự động nó hiện qua bucket. Thì bên cái up nó không hiện cái chữ này, nhưng mà bên Mirror này chữ này biết render thật là mình được cái bucket này ha. Rồi trong cái bucket này á, thì có cái min sub mặc định mình để là 1 ha. Cái max sub á thì render nhát là từ 4 cho tới khoảng 6. 4 tới 6 thôi là render nhát. Nó mới render nhanh được. Còn mà render mà cao á là phải từ 32 trở lên. 32 trở lên. Giờ render nhát để 4 thôi, còn 6 thôi.
xã lớp chợ đấy. Rồi cái nồi terrace chính là cái nồi mà họ mình thấy trong cái phòng á, thì mặt trên nó 0.1 thôi, nhưng mà trên nó thật nó là phải là 0.05 à, 0.05 0.005 đó, nó thật cái gì đó, còn mình số là 0.01 rồi ha, rồi nhá. Tiếp theo image filter, image filter thì nó có mấy cái loại thôi. Thứ nhất là camera, là thường nội thất là mình dùng camera. Cái thứ hai là Michael Chamley. Thứ ba là Veridance Drop Filter. Ba cái này dùng nhiều nhất, còn mấy kia không dùng. Người ta thường dùng cái này nè ha. Thì cái mà render nội thất là dùng nhiều nhất camera. Còn hai cái kia thì có khi render nội thất được, mà render ngoại thất được cái này nè. Còn mấy cái còn lại là không dùng, nhớ này thôi. Microberry với lại Camagol. Rồi environment thì mình không sử dụng tới, mình tới color mapping. Color mapping thì nó cũng có mấy cái như sau. Thứ nhất là exponential với lại HSV exponential là dùng cho ngoại thất. Còn ngoại thất, nội thất là linear multiply với lại một cái là range hack. Thì linear multiply cho ánh sáng nó tối hơn tí xíu, mà ren hát thì cho ánh sáng nó sáng hơn, sáng hơn. Thì thường là ren hát là nhiều nè, cho trong phòng nó sáng. Rồi qua tới camera thì nó sao á, camera này để nó sao? Qua tới tab GI, GI thì nó có hai chế độ, chế độ đầu tiên là blue brute force thì cho render cho chế độ mình nhưng mà dễ bị noise. Còn internal map thì không bình bằng nhưng mà sắc nét hơn, thì lại render nó sẽ nhanh hơn ha. Thì thường render nháp người ta chỉ qua internal map, nhưng mà cái internal map này nó không cho chỉnh cái line bit giống như bên Veriscope, thấy không? Line bit sau khi chỉnh render rồi mà chỉnh sáng, chỉ có cái blue force là mới chỉnh sáng được ha. Rồi cái light cat thì render nháp mình cho 500 thôi, sub divide nè. Còn render thật thì mình cho 1500 rưỡi trở lên, không dưới 1500. Thì đương nhiên cái thông số mà càng lớn là càng nặng thôi. Rồi giờ mình làm cái blue force trước ha, blue force trước để mình chỉnh cái đèn render thử ha. Không, chỉ qua render hack nó sáng không, render hack nó sáng hơn cái cảnh tí xíu. Còn đi đi multi light nó tối tí xíu. Mình chưa cộng cái kênh này element vô, để cộng cái này element vô này. Cộng element line bit thì qua cái đó. Tiếp theo là render element này không? Đây mình vô add ha. Thì nhớ cái bên step đó thì noise sensor, thì bên đây cũng có vray denoise. Vray denoise là đó, cộng này vô. Nhưng mà nếu mình setting cao mình không cần cái này, tại này chạy chậm lắm, vô cái vray denoise chạy chậm. Mình chỉ cần cộng cái kênh line bit vô ha. Bên đây làm biết nè, ok, đó cộng cái đây thôi, là cái tab render thì mình rồi, bây giờ render lại ha, lại. Khi mình chọn cái tab đó, chế độ blue force nó sẽ xuất hiện cái này, còn chế độ mà internal map nó không xuất hiện cái này đâu. Khi mà có cái line mix vô nó thì nó nặng một tí xíu, nó sẽ chậm hơn nãy ha. Chậm đi xíu, tại vì nó sẽ tính toán cái đèn. Thấy cái mình quét render qua chế độ reinforce cái noise nó nhiều hơn nữa không? Cái hạt noise không? Nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình setting cao thì nó sẽ mịn màng. Trong cái bảng setting nãy nó còn nhiều thông số thầy dưới hướng dẫn sơn, tại thực lúc mình làm mình cần một cái setting chuẩn mình lót cho thôi, chứ mình không có chỉnh nhiều cái đó, lót một lần dưới này. Còn cái ánh sáng mới là cần chỉnh, cái đèn á, cái đèn mình nhiều khi mình đặt giả lập có chỗ không có đèn, có chỗ có đèn á, mặc dù ví dụ mình đã đếm đèn lo nè nhiều đèn vậy, chứ có lúc mình giả lập là có chỗ không đèn mình phải nhấn, có khi chỗ cái bàn này không tối hay gì mình phải nhấn cái đèn này mình giả lập thôi. Rồi xong rồi ha, bây giờ chỉnh là bấm vô cái supply này, supply thấy không? Thì cái đèn này nè là
Cell Illuminate á, nó là cái này nha, ví dụ tắt đi, thử coi tắt rồi phải không? Phải không? Tắt hay không? Mở này. À. Thì mình có thể đổi màu, bấm vô cái ô màu ha. Đổi thành ánh sáng vàng. Ok ha. Ha, mình ánh sáng vàng. Thậm chí đó cường độ tăng lên là 5. Nào, tăng 5. Chưa cập nhật màu. Nó chạy hơi chậm. Rồi là một ha. Cái thứ hai ví dụ cái đèn IS thì IS của mình là đây và DS nè, thì mình thấy nó chưa đủ sáng ha, mình tăng lên đây nè, tăng lên là 5 ha, 5 đó là nó sáng lên. Rồi nó có cái đèn sunlight chẳng hạn, như sunlight ánh sáng mà yếu quá chẳng hạn, gì sunlight nè, variation nè, mình cho cái gì một này cho là 5 nào thì sáng bừng lên, nào trả đề một đó. Rồi tiếp theo cái đèn ngủ như là cái này nè, mình tăng lên là 5, thấy không, đèn ngủ sáng lên không, tăng lên 30 đó, thậm chí là ánh sáng vàng, ánh sáng vàng đó, ánh sáng vàng đó, ok đó. Là miss là làm gì đó, mình có thể tắt, thậm chí mình phải tắt, ví dụ mình thấy không giữ cái đèn đó, mình tắt đi, tắt đi cái variant hàng gì nè, đó tắt đi ha, đó, mở lên đó. À, thì cái limit là tiện sau khi render xong chỉnh lại, còn đỡ hơn là mình không dùng limit thì sau khi render xong không giữ ý là phải render lại từ đầu, nó nên thử cho đó. Rồi để cho gọn gàng cái cảnh lại thì chỗ nào có cái đường màu hồng đó, mình chọn đường màu hồng đó, mình bấm group, bấm close ha, chỗ nào có đường màu hồng này, đường màu hồng cho cái giường đó. Group close đó, à, cái ghế gì nè, group close đó, cái kệ nè, group close, rồi bấm shift, shift L là tắt đèn đúng không, shift C là tắt camera đó, cảnh gọn gàng ha. Rồi tiếp theo thì mình bấm F10 ha. Rồi đầu tiên trong cái tác comment, à, hôm bữa nói trước nó rồi ha, thì muốn render ảnh mà chất lượng cao á, thì cái này phải tăng lên chỗ phần output size á, tối thiểu là 2000, tuy nhiên máy mạnh là còn hơn nữa, nhưng mà tối thiểu là 2000 ha. Là một qua tới tab V-Ray á, thì thu nhỏ này lại, tab V-Ray thì cái chỗ max subdivide nè, hôm bữa là 4 tới 6 render test, trừ 10 tới 12 render trung bình, bất khi nào render trung bình lắm, mình chỉ một là test, hai là render cao thôi. Thành ra render cao là màu tối thiểu là 32, bình thường là 64. Đó, để 64 ha. Cái này cũng bữa giải thích rồi ha, mẫu nó tính toán trong cái mẫu đó đó thì nó nhân lên 64 lần. Nhân cái mẫu đó nó làm cho cái cảnh của mình sắc nét hơn. Thành ra là khi mình render mình tăng cái xuất ra lên cao nè, thì mình không cần cái denoiser nữa, denoiser không cần nữa, khi mà chất lượng cao thì không cần nữa. Rồi cái này noise nè, thì noise bữa nói rồi ha, cũng tăng lên 0.05, cái số này càng giảm thì nó là càng ít noise. Rồi cái 8 này chứ như đó thôi, mấy thông số khác giữ nguyên ha, chứ như đó thôi. Thứ nhất là max sub là 64, thứ hai là noise rate là 0.05. Rồi tới tab thứ ba là tab GI. Tab GI thì cái chỗ Inradiant Map á, thì mình chọn chỗ Parallel nè, mình chọn là Medium, thôi đừng chọn 2 nha, Medium là đủ rồi, nhưng mà phải chỉnh thông số này, nó không giống như cái lúc nó không nhảy thông số này, phải chỉnh thông số này. Thì thông số này nó có trên mạng, nó có giải thích thuật ngữ của nó, thì đây thì thầy không quan tâm, thầy chỉ lấy cái thông số của mình gấp thôi. Rồi Subdivide thì subdivide của bên Likert á, mặc định là 500, còn đây lên 1500 ha, render cao là 1500. Rồi thông số này lấy đâu thì qua bên cấp, đây bật cái này lên ha, thấy cái này không, cái này nó ra nhám nè, progress seal nè, thì nó giống gì, giống bên đây, giống bên tab bên đây nè, ra nhám nè, nếu mình không chọn bút kích á thì đây nó có progress seal này không, đó là lên đây nhám, thì bên cấp y chang vậy ha, progress seal. Thì bên trước lại không có chữ bucket, thì chính là tắt cái này đi nè, là nó mặc định nó render là hiểu là bucket, tắt cái đó đi thôi. Rồi
chất lượng nè, thì cái bên chất lượng mình nhìn cái tay này không, thấy cái global illumination không, y chang bên đây không khác nào hết. À, tab nè, tab global illumination nè, tab bên gợi ý chứ, đây global illumination này ha, nó có RAM map và light thì bên scope y chang không khác nào hết. Nè, global illumination bấm sổ ra thấy không. Rồi nhưng mà hôm bữa mình ran chế độ raw force thì bên kia cũng raw force đúng không, raw force thì bật được cái light mist á, chỉnh ánh sáng sau khi render xong á, thì bây giờ mình chọn RAM map luôn. À, rồi mấy thông số này không, thông số này nè, max sub min min sub interval nè, nó đang mặc định nè, thì đây chất lượng đang quality là trung bình thì mình kéo này lên cao 2 thấy không, 2 thì số này tôi nhảy thì mình biết thấy không, min rate trừ 3 không 70 50 thấy không, trừ 3 không 70 50 là thông số cao, thì mình qua bên max đây trừ 3 không đúng không, không thì nó đây trừ 1 rồi mình không ấy nữa, mình chọn cái này tại nếu mình chọn 2 thì mình mới chỉnh được cái đó ha, nhưng mà không cần, mình thường 2 thông số sao thôi, thì 2 thông số sao là gì, là 70 và 50, subdivide 70 nè, interpolation là 50 nè, thấy không, 70 50 đó, nhớ đó được rồi ha, ở đây 70 và 50 đó. Thì bên scope nó cũng có thông số ambient occlusion nhá, ở đây nè mình không thấy cái thông số đó ambient occlusion nãy đó thì chỉnh nó không có, nhưng mà bấm cái mũi tên này nè, sổ ra nè, switch nè, thấy không, thì nó tự động nó thêm tab này ambient occlusion này thấy không, và định nó tắt nè. À, nhớ bên gấp cũng có, bên kia cũng có trang khác nào hết. Rồi vậy là xong rồi đó, đó mình chỉ cần vậy là xong cái thông số của 3D Max rồi, mình chỉ cần lấy mình không có hai cái này mình kết là đủ rồi. À, rồi cái đó render thôi ha, mà render thì nó chạy rất lâu, cái medium này, cái medium trong internal map á nó chạy tới 3 pass lận, nhìn cái pass mình biết ha, về render nè, thử nha, trước khi render phải share cái cảnh này, share lại ha, nhớ nha, nhớ là phải share bài liên tục vậy đó, nó không bị văng, phải đụng cái này đỡ nặng rồi. Rồi nên ta thử ha. Rồi bây giờ quan sát cái dòng dưới đây, đầu tiên là building like cat, hay building like cat, nó chạy building like cat ha, rồi sau đó ráp thấy không, vì bán mẫu của ba nè, nó phải chạy 3 lần như vậy nó mới xong, rồi mới được tới render đó, thì rất là lâu ha. Thì cái độ phân giải mà hồi nãy trong comment file mình nãy 2000 á, mình càng tăng cao á thì cái này thời gian càng chạy này càng lâu nữa. Ở đây có một cái mẹo để render nhanh dùng cho máy yếu cũng được ha, là mình làm như sau, tắt này đi ha. Rồi nghĩa là thông số setting cao nãy giờ mình giữ nguyên, không thay đổi gì hết, không thay đổi gì hết ha, chỉ có cái nhớ tác comment là mình hạ xuống, hạ xuống lại còn 600 thôi, là giống như render nháp vậy, hạ 600, rồi còn mấy setting lại V-Ray rồi giữ nguyên ha. Rồi qua tới cái đây nè, mình bấm nó sổ ra nè, bấm default nè, sổ ra ha, cái render map sổ ra, cái like cat nè cũng vậy, sổ ra rồi đó, thì khi mình sổ ra nó có một cái như sau, sau là cái này nè, single frame nè, mình save lại cái setting ánh sáng đó, sell và đặt tên cho nó, ví dụ bấm vô đầu tiên là bấm vô auto sell, rồi bấm nút sell đây, rồi đặt tên ở thư mục document đi, mình hẹn mục sheet đi, mục sheet không dưới ngay hết. Rồi file tên là số 1 nó tấm chấm là chấm vrmap, sell lại ha. Rồi tiếp theo ở cái phần like cast cũng vậy ha, mình sell luôn ha, bấm cũng bấm auto sell ha, rồi bấm xem này luôn. Ở đây mình đặt tên là số 2, thì cái like nó tên là VRL map, hồi nãy là VR map không có chữ L, còn bây giờ là VRL map chữ L ha, bấm xem luôn đúng không. Rồi bấm xem xong rồi đó, mình mở thử coi có nha, xem thử mở hay có này không, này nó có một này không đó, bấm vô nút 3 chấm có ha, ở dưới đây bấm vô nút 3 chấm luôn rồi có không nha, đúng rồi. Đấy chưa sell là chưa có nè, sell 2 nè, có rồi nè, sell ha, sell yes. Rồi ok, rồi để gì ha, rồi render xong rồi đó, sell có cái số rồi render thôi, render ha.
đâu, nó đầu tiên nó cũng chạy building like cat à, nhưng mà do là nó nhỏ, cái hình nó có 600 mà nên chạy khá nhanh. Rồi sau khi build lên cái xong chạy thì bắt một của ba để mẫu ba chạy nhanh thấy không, chạy cũng khá nhanh ha, thì bắt một của ba rồi tiếp theo thì bắt hai của ba thấy không, do là nó nhỏ hình 600 mà nó chạy rất là nhanh. Thì chứ mình làm cái này làm chi, mình làm này để mình lấy cái thông số ánh sáng của nó, thông số mà tính toán ánh sáng của nó hết. Rồi thì bắt ba của ba à, làm kiểu này thì khi mà qua góc nhìn khác thì mình phải render lại nha, chứ học ở góc nhìn khác nó giống góc nhìn ngược lại đó, phải làm lại y chang cái thao tác này ha, chứ mà nó tính toán sáng sai nó ra lỗi tùm lum la hết đó. Tại nó tính theo cái góc camera mà góc ánh sáng nào nó tính theo ánh sáng đó thôi. Đó, bước rebase 3 của 3 thì nó hơi chậm hơn tí xíu, nó hơi chậm hơn xíu. Nhưng mà rõ ràng nãy giờ thời gian cũng nhanh không, không lâu không. Giờ bắt đầu chuyển qua render thì thực là lúc này là mình stop được rồi đó, nhưng mà để cho an toàn mình cho chạy xong luôn à. Chứ lúc này là stop được rồi, không cần cho render xong, miễn sao nó tạo ra hai cái file là file số 1.vr map và file số 2.vrl map là được rồi à, mình chỉ cần hai cái file đó thôi. Rồi để an toàn thì mình chạy cho xong cái này luôn nên dễ. Bình thường mà một cái cảnh gì render giống kiểu hồi nãy nó sẽ phải chừng một tiếng cho lên á, với máy này không dưới một tiếng đâu. Rồi vậy là xong render lần một ha, bây giờ render lần hai mới qua lại quay lại hậu thoại ha, thì mới qua tab comment lại, mình tăng cái thông số lên 2000 lại ha, tăng lên 2000 enter. Rồi sau đó qua cái tab GUI thì hồi nãy là mình chọn là single frame này không, thì bây giờ mình bấm mũi tên chỗ này sổ sổ ra ha, là cái chỗ này cái tab internal map nha, single frame nào bấm sổ ra, mình chọn là from file, bấm from file, rồi mình chọn cái file của mình tên là 1.vr map được không, bấm vào bên đó ra một cái, rồi ở dưới gì cái này kém vậy, cũng chỗ mod là single frame nè, bấm sổ xuống, bấm chọn là from file, rồi bấm open nó ra, chọn cái file số 2, bấm open, đó, vậy thôi ha. Mấy một số khác giữ nguyên hết, thứ nhất là tăng cái comment lên là 2000 rồi à, thứ hai là GUI chọn là from file của internal map và from file của like hai cái file nãy mình save á, rồi render cho render. Thì lúc này render á mình nhìn cái dòng lệnh nè, nó render trực tiếp luôn chứ nó không có build like nữa, mà không có rebase một của ba nữa, nó vô trực tiếp luôn, hoặc là mình bỏ đỡ cái bước đó tính toán rất là lâu ha, còn này render thật sự luôn. Rồi bấm save thôi, bấm cái nút save, bấm nút save đặt tên đó, đu chi bét đặt tên là render final, rồi bấm nút save, rồi nhớ là kéo này về la này nha, cái này nó nằm dưới chân nhà, kéo trượt bên trái cái thanh giữa giữa kéo này la, thì khi mình kéo vô bên trái thì cái thanh best nó tự động kéo vào phải, còn thanh này vẫn giữ nguyên ha, nhớ như lúc mà save đó, nó hỏi thì nhớ kéo nè, không kéo sát nè, ok nói vậy là xong.